hậu trường va chạm gái xinh. Khúc này chuẩn bị vô cái thế, tông cha nội báo đời này nè. Chờ ổng đi lên mình sẽ chạy theo phía sau. Ok, bắt đầu thôi. Rồi rồi, mày xong rồi. Khó, chết mẹ mày rồi con. Cái gì vậy? Rồi các bạn thấy quê không? Oh my god, what is that? Oh my god. Em tha lỗi cho chị nha. Cái gì vậy bà nội? Ocean 80. Oh my god, what is that? Cái gì vậy? Cái kiểu mà lấy nước mắt ra làm trò đùa. Em qua đây chơi với anh nè. Qua đây chơi mình đi bá, rảnh cho mà chơi. Chơi với mày trong cái thời gian qua tao rất là hối hận. Tao rất là hối hận vô cùng luôn. Tao nói thiệt với mày. Tao chơi với mày hay tao thấy tao nhục nhã cho cái lương tâm của tao. Trời ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Pháp. Nam Mô A Di Đà Phật. Chạy ra thằng cháu ơi, lộ rồi. Chạy ra. Mày chết mẹ mày với tao. Đứng lại. Mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Rồi rồi, mày xong rồi. Ủa ai vậy? Tôi chỉ là một dân nữ lạc đường đi ngang đây mà thôi. Đi lên kia chơi. Mấy bạn ơi, mình xin một like, một đăng ký ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn. Hậu trường của mình đến đây chắc cũng phải kết thúc rồi. Hẹn mọi người video tiếp theo. Kết quả của video này ai chưa xem thì mình sẽ để link trong phần mô tả. Mọi người muốn xem kết quả thì vào phần mô tả xem nha.